Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc. Những nội dung chính sẽ phát trong chương trình này. Đồng chí Quách Văn Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đến động viên chia sẻ với gia đình bị hỏa hoạn. Khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ năm 2014. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 7 đi kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cây xăng. Cũng trong chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin đáng chú ý khác. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi khuyến cáo các biện pháp phòng cháy chữa cháy thoát nạn đối với nhà ở. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 11 năm 2014, ngay sau khi nhận được báo cáo gia đình anh Bùi Quốc Lập, thôn Tâm Lập, xã Thạch Lập bị hỏa hoạn, đồng chí Quách Văn Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã đến động viên chia sẻ cùng với gia đình. Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, gia đình anh Quốc và bà con hàng xóm đã dập tắt đám cháy nên không có thiệt hại về người. Thay mặt cho huyện, đồng chí Quách Văn Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện đã trao cho gia đình anh Quốc 6 triệu đồng tiền hỗ trợ của huyện. Cũng nhân dịp này, Hội chữ thập đỏ huyện cũng hỗ trợ gia đình 1 triệu đồng, Mặt trận Tổ quốc huyện 2 triệu và Ủy ban nhân dân xã 1 triệu. Nhân dân trong thôn ủng hộ luồng, kè, dựng tạm nhà ở và hỗ trợ gạo cho gia đình trong lúc khó khăn. Động viên chia sẻ với khó khăn của gia đình, đồng chí Quách Văn Khởi, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện mong muốn gia đình sẽ khắc phục khó khăn cùng với sự giúp đỡ tương thân tương ái của nhân dân trong thôn, gia đình anh Quốc sẽ sớm ổn định cuộc sống. Kỹ năng giao tiếp là một trong những kỹ năng cơ bản và cần có sự học hỏi vận dụng linh hoạt trong mỗi cán bộ công chức nhà nước khi thực hiện giao tiếp thực thi công vụ. Vì vậy, sáng ngày 26 tháng 11 năm 2014, Ủy ban Nhân dân huyện đã tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp trong thực thi công vụ cho 120 cán bộ công chức xã thị trấn. Qua 3 ngày tham gia lớp tập huấn, các cán bộ công chức xã thị trấn được tìm hiểu thêm về những vấn đề cơ bản trong kỹ năng giao tiếp công vụ, kỹ năng nghe nói và thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong nội bộ, kỹ năng giao tiếp với công dân và tổ chức, kỹ năng phát triển nhóm và làm việc nhóm, kỹ năng giải quyết xung đột và một số nghi thức giao tiếp hành chính. Tại mỗi chuyên đề được học, các học viên được thảo luận và giải quyết các bài tập tình huống. Với mong muốn các cán bộ công chức xã thị trấn tham gia lớp bồi dưỡng sẽ chấp hành nội quy của lớp, tham gia học tập đầy đủ, dưới sự giảng dạy của các học viên kiêm chức, lớp học sẽ là điều kiện thuận lợi để các cán bộ công chức có thêm kỹ năng mềm trong giao tiếp thực thi công vụ, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2014. Đồng thời, thông qua lớp tập huấn, có thêm kiến thức giao tiếp với công dân, đồng nghiệp để giải quyết tốt các quan hệ xã hội và công việc tiếp dân tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Quý vị và các bạn thân mến, để tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các hoạt động buôn bán của các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện Ngọc Lặc, sáng ngày 25 tháng 11 năm 2014, Phòng Cảnh sát PC và CC số 7 đã đi kiểm tra công tác an toàn phòng cháy chữa cháy của các cơ sở hoạt động kinh doanh xăng dầu tại xã Thúy Sơn. Tại địa điểm kiểm tra, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 7 nhận định bể chứa xăng dầu hệ thống điện, việc thực hiện các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy tại trạm bơm xăng và kiểm tra hồ sơ giấy tờ liên quan đều đảm bảo yêu cầu. Tuy nhiên, cột chống sét còn thấp so với quy định, đồng thời yêu cầu cửa hàng xăng dầu Thúy Sơn phải phát quang khu vực cây chống sét, tháo bỏ dây thông tin của các hộ dân lân cận. Đây là đợt kiểm tra nhằm chủ động trong công tác phòng ngừa, phát hiện các thiếu sót tồn tại, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở kinh doanh xăng dầu, đồng thời kịp thời phát hiện sớm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy để phòng ngừa ngăn chặn các tình trạng xấu có thể xảy ra. Mặt khác, nhằm tăng cường hoạt động tuyên truyền sâu rộng về nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với mỗi chủ hộ cơ sở doanh nghiệp và người làm việc trong môi trường có sử dụng hóa chất. Lập thành tích kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, trong tháng 11, ngành giáo dục huyện đã tổ chức thành công kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện và lựa chọn được nhiều học sinh có kết quả học tập xuất sắc của các môn văn hóa, đồng thời tổ chức thành công kỳ thi thể dục thể thao cấp huyện cho các học sinh bậc trung học cơ sở. Về văn hóa, các trường trung học cơ sở tiến hành ôn luyện và tuyển chọn các học sinh giỏi tuyến trường để thi các môn văn hóa.
Tại kỳ thi cấp huyện, các thí sinh được thi tuyển theo hình thức công khai tính điểm theo hệ số. Sau khi kết thúc thi tuyển, các bài thi của các em được các giáo viên giỏi các cấp chấm điểm và đổi chéo cho nhau để đảm bảo tính công bằng. Kết quả chấm thi, huyện đã chọn được các giải nhất, nhì, ba cho các môn văn hóa và chọn được đội tuyển dự thi cấp tỉnh. Đối với thể dục thể thao, các em được thi môn aerobic tập thể bắt buộc, tự chọn aerobic 3 người và 5 người, thi chạy 200m, 800m và 1500m, thi nhảy cao, nhảy xa và đá bóng. Thông qua kỳ thi này là dịp để các em học sinh có năng khiếu trong thể dục, thể thao, tham gia thi tài, đồng thời cũng là dịp để đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong học đường. Cũng là cơ hội để các em học sinh rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thông qua kỳ thi thể dục thể thao cấp huyện sẽ tuyển chọn được đội tuyển Olympic học sinh đi thi tỉnh trong thời gian tới. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi một số tin đáng chú ý khác. Theo thường lệ, cứ 2 tháng, Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình huyện phối kết hợp với Trung tâm Y tế huyện và Trạm Y tế xã mở hội hạnh phúc cho chị em trong độ tuổi. Ngày 27 tháng 11, chị em phụ nữ xã Ngọc Sơn lại về Trạm Y tế xã để thực hiện các biện pháp tránh thai như đặt vòng, khám phụ khoa và được cấp thuốc điều trị. Xã Ngọc Sơn hiện có 827 phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 49. Hiện nay đã có 696 người sử dụng các biện pháp tránh thai như dùng bao cao su, uống thuốc tránh thai, triệt sản nam và nữ. Trong ngày mở hội hạnh phúc này đã có thêm 110 chị đăng ký đặt vòng và 180 chị khám phụ khoa. Theo cán bộ dân số xã cho biết, đến thời điểm này xã Ngọc Sơn mới có một trường hợp sinh con thứ ba và phấn đấu giảm tỷ lệ sinh ở mức 1,5 phần nghìn trong năm 2014. Tranh thủ sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền từ huyện đến cơ sở, lãnh đạo của 3 thôn thuộc khu phố 1, đó là Thúy Sơn, Ngọc Khê, Quang Trung, đã triển khai rộng rãi chủ trương thực hiện lát đá vỉa hè đến 150 hộ dân đang sinh sống tại khu phố 1. Về phần chủ trương lát đá vỉa hè, đây là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước quan tâm đến nhân dân, đặc biệt đối với cụm dân cư của chúng tôi là đơn vị phố 1 Quang Trung, phố 1 Ngọc Khê và thôn Xuân Sơn. Do vậy về vấn đề tức là chủ trương lớn thì chúng tôi đã triển khai rộng khắp đến nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ trong cái vấn đề chủ trương này. Đặc biệt là trong vấn đề giải phóng mặt bằng, trong cái vấn đề này thì chúng tôi như thế là cùng với nhân dân là tuyên truyền vận động nhân dân và đồng thời ký cam kết trong vấn đề giải phóng mặt bằng rất thuận lợi. Do vậy trong cái vấn đề triển khai về vấn đề thi công nói chung là không có vấn đề gì vướng mắc mà rất thuận lợi trong vấn đề này. Đây là một kết quả lớn trong tác lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đặc biệt đối với sự chỉ đạo của cấp trên. Thực hiện chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước làm vỉa hè lòng đường thì nhân dân chúng tôi đồng tình ủng hộ, làm cho cảnh quan của môi trường của phố, của làng, bản làng thêm sạch đẹp. Công trình có chiều dài thực hiện lát đá là gần 2,5 km, chiều rộng vỉa hè là 2,5 m, được lát bằng loại đá xẻ băm mặt đá. Dự toán tổng kinh phí của công trình là 849.085.000 đồng, trong đó nhân dân đóng góp là 345.696.000 đồng và nhà nước hỗ trợ là 503.389.000 đồng. Đến nay cơ bản đã thực hiện xong khâu giải phóng mặt bằng, một số vị trí trong khu phố đã được lát đá. Sau khi công trình hoàn thiện sẽ tạo thuận lợi cho sinh hoạt cuộc sống của người dân, mặt khác đảm bảo hành lang giao thông an toàn, góp phần phát triển cảnh quan đường phố xanh sạch đẹp. Kính thưa quý vị và các bạn, Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 7 khuyến cáo biện pháp phòng cháy và chữa cháy thoát nạn đối với nhà ở. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với nhà ở, phòng ở, chủ hộ và các thành viên trong gia đình cần thực hiện các biện pháp sau đây. Không để nhiều hộ dùng hàng hóa dễ cháy ở nơi đun nấu, không dự trữ xăng dầu, khí đốt và các chất lỏng dễ cháy trong nhà ở. Trường hợp cần phải để dự trữ thì chỉ dự trữ với số lượng ít nhất. Ô tô, xe máy và các phương tiện dụng cụ có xăng dầu, chất lỏng dễ cháy để trong nhà ở phải cách xa bếp đun nấu, nguồn sinh nhiệt, thiết bị chứa dẫn xăng dầu phải kín. Không sử dụng gỗ, tấm nhựa, mút xốp để ốp tường, trần, vách ngăn nhằm hạn chế cháy lan. Phải lắp thiết bị tự ngắt cho hệ thống điện chung toàn nhà, từng tầng, từng nhánh và từng thiết bị tiêu thụ điện công suất lớn, không để hàng hóa dễ cháy gần bóng điện, ổ cắm, cầu dao, chấn lưu đèn neon. Khi sử dụng bàn là, bếp điện,
lò sấy phải có người trông coi, không để trẻ nhỏ, người già mắt kém, người bị tàn tật, người bị tâm thần sử dụng các thiết bị điện. Bố trí nơi thờ cúng hợp lý, tường phía đặt bàn thờ, trần phía trên bàn thờ phải bằng vật liệu không cháy, đèn hương nến phải đặt chắc chắn trên các vật không cháy. Cách xa vật dễ cháy, hạn chế tối đa vàng mã, hương, nến để trên bàn thờ. Khi đốt vàng mã phải trông coi, có che chắn tránh cháy lan hoặc gió cuốn tàn lửa gây cháy lan. Nơi đun nấu phải có vách ngăn bằng vật liệu không cháy. Nếu dùng bếp ga phải có biện pháp chống chuột cắn thủng ống dẫn ga. Khi đun nấu xong phải tắt bếp và đóng van xả ga. Nếu đun nấu bằng bếp dầu phải đủ bấc và thường xuyên được lau chùi sạch sẽ. Trước khi rót thêm dầu vào bếp phải tắt lửa, tuyệt đối không dùng xăng hoặc xăng pha dầu nhớt để đun bếp dầu. Khi đun phải có người trông coi. Trước khi đi ra khỏi nhà và trước khi đi ngủ phải kiểm tra nơi đun nấu, nơi thờ cúng, tắt các thiết bị điện không cần thiết. Không lắp lồng sắt, lưới sắt ở lan can nhà cao tầng. Trường hợp đã lắp thì có cửa chốt trong và không được khóa. Chuẩn bị sẵn thang, thang dây để thoát nạn khi cháy xảy ra. Cửa có nhiều khóa nên sử dụng các loại khóa kiểu chìa khác nhau để dễ phân biệt khi mở và quy định nơi để chìa khóa dễ thấy, dễ lấy. Nhà có trẻ nhỏ, người già, người tàn tật thì phải có biện pháp thoát nạn, cứu người phù hợp và không được khóa cửa phòng của những người nêu trên. Chuẩn bị sẵn dụng cụ phá rỡ để tạo lối thoát nạn. Mỗi gia đình nên có dự kiến các tình huống thoát nạn khi có cháy xảy ra. Trang bị dụng cụ trữ nước, xô thùng xách nước để vừa phục vụ sinh hoạt, vừa phục vụ chữa cháy, trang bị bình chữa cháy vào mọi người trong gia đình. Phải học tập để sử dụng thành thạo các dụng cụ chữa cháy đã được trang bị. Khi xảy ra cháy, tìm mọi cách báo cháy nhanh nhất cho mọi người xung quanh biết đến ứng cứu. Gọi điện thoại cho phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 7, số điện thoại 0373 575 114 hoặc đội dân phòng chính quyền, công an xã thị trấn gần nhất, đồng thời sử dụng phương tiện để chữa cháy và tổ chức thoát nạn cho những người bị mắc kẹt trong đám cháy. Trao đổi cho gia đình để mọi người đều biết cách biện pháp phòng cháy chữa cháy nêu trên. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ngọc Lặc đến đây tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái kính chào tạm biệt.